bắt khi mà chúng ta ốc chăn cái sân á xong và cùng bọn ổn đón tiết mà cần chapter 9 advertising design phía tp video phía tp để chế phía mình chọc để chế phía mình chọc chắc là khi nông phía tp ní cứ khi mà xong được dựa phí dùm là trong cái nào cứ dùm là tìm mối về phía hierarchy of effect model chắc model ní cứ xong đại từ lời model 7 chỉ strategy tặng 7 để dựng bàn như vậy được không chúng ta chỉ muối miêu miên connective model TP cứ dựng miên affective hay nâng model TP 7 dựng miên connective chẳng chúng ta TP như vậy MP hierarchy of effects như MP lầm đắp lầm nòi này 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 effects này perceptive này model này model thì mùi mùi nó về miền perceptive đôi mình đánh khác chúng phù psychology call of consumer chúng phù là cái nạn chất xa là cái nạn chất xa bỏ ở thị trường cổ đại hai chúng ta chỉ bây giờ đừng dèm vì appeal appeal rằng cũng bờ nữa nhưng như vậy vì appeal appeal trong tin này cứ như vậy vì ca bằng hàng chứng và top thì dương miền message strategy hết dương miền message chỉ voice chỉ video được chỉ photo chỉ written hết dương miền dương đừng chơi ra vì thị xác không ca appeal không ca bằng hàng thị xác không ca bằng hàng chắc dương bằng hàng tạm giả vì thị xác ấy khác dương đừng chụp nên là chụp lại tỷ bảy chứng dương mơ nhưng xong trên đó chúng ta đi pi để dựng trở thành to nó không bị đổ phiền tí pi này thêm mà đúng cứ nhưng mà hierarchy effect model này cứ connective để khi ông bạn dạy mạnh cứ đồng bày bằng cái belief hay là knowledge thì này cứ resonance emotion look of feeling emotion feelings connective nó cứ inducing action immediate action chứng tụ tới này cái pra cell motion nó cái pra cell cell support chứng nhưng mà này cứ chỉ flow របស់ consumer buying process របស់ consumer នេះគឺជា buying process របស់ consumer ទីទៅ យើង មើល process ទី 1 តើគាត់ បាន ស្គាល់ សិន បាន ដឹង បាន លឺ អញ្ចឹង មុន នឹង គាត់ ទិញ របស់ នឹង ប្រើ បើ គាត់ អត់ដែល ដឹង អត់ដែល លឺ អត់ដែល ស្គាល់ ធ្វើម៉េច គាត់ ទិញ បាន ណា គឺ ទី 1 គឺ awareness បន្ទាប់ មក ទៀត knowledge cứ quạt miền knowledge từ lơ awareness và quạt nâng mình này thà phải các quạt awareness vấn đề quạt miền enough knowledge miền enough knowledge có bị stop thầm nâng tới chứ nữa hai bậc quạt miền knowledge từ lơ và tập hợp và cam nâng nông nay với chủ miến nông nay với chủ miến việt thừa ấy quạt nâng ngoài việt thừa ấy quạt cho chật thừa quạt nâng cho chật likings I got a feeling positive, feeling to hear, feeling happy. Thôi quả nâng châu trật. Hai mặt to mặt tiết. Vì khai thì chia chấm nông chấm nấu chất ở bó. Còn. Vì khai thì chia chấm nông chấm nấu chất ở bó còn. Chứ chấm nông lại kính còn là châu chất thế. Chấm nông preference cứ vì khai thì chia chấm nông chấm nấu chất ở bó còn. Hay cả nà. Vì nơi tại bần to positive tiết. Quát nâng miên chùm nưa sụp conviction nâng cứ chùm nưa sụp chưa chạy từ lơ là tập hòa rơi và cảm nâng hay cả nà quát chưa chạy quát nâng tình hay cả nà quát tình mà đoan hai mà đoan tiết quát nâng khai để chia loyalty customer nâng nâng cứ chia flow robot consumer buying process chẳng dừng mơ model bao dương vĩnh vì affect từ lời factor ấy là vì affect từ lời chấm này ấy là chẳng chỉ tu tới
cái ban sắc xa trai chỉ điều khởi thà connective message strategy ní cứ chia một phần strategy dial affect the awareness nâng affect the awareness hay nâng affect mờ knowledge khăng chừng kì khăng chừng kì chắc bà sân thì dương trong ai vậy bà chắc mà vĩnh bà sân thì dương trong ai consumer awareness rồi có mean knowledge từ lớp lật phò và cảm bao nhiêu tam tam dạ model list conceptual framework này cứ kế suggest ao dương prapra nơ connective message strategy nè hai mũi tiết affecting message strategy chỉ tu tới tam dạ conceptual framework này cứ affecting message strategy nó cứ vì mean positive impact positive impact rồi có positive influence tới liking để khi bạn dùng bằng mình liking cứ chia với vì mình positive influence tới preference positive impact tới convictions chắc bật chắc mà vĩnh bà dương trong ai tệ chân liking preference rồi convictions cứ cái recommend ai dương pra affective message strategy effective message strategy hay đôi khi này đấy chấm bua connective message strategy tam ca sau chỉ điều nếu không cần dùng social framework này cứ vì mình positive impact the purchase đòi xa dương para sales support chẳng vì mình positive impact the purchase chẳng đầm bay ai à tại chỗ nó quạt purchase bây giờ không vĩnh đầm bay ai à tại chỗ nó quạt purchase dương của para connective message strategy chẳng như mơ advertising objective bao dương dương trong knowledge awareness knowledge liking preference conviction được purchase hay khi ông xong mình chạm vào đăng tiết objective bao dương dương mình còn là thả awareness thế dương thở ở clear tiền awareness nó phẩm man phía rồi awareness đồng bọn là cứ dương thở set objective bao dương nó ở việc clear cho bao lót thì mỗi thì phí chỉ pan ca mỗi để ai thua được bán achievable hay thì bấy cứ chỉ pan ca mỗi để dương ai qua về bàn là bây dương bình nứt từ lơ và sự tập hiệp này ca ăn hoặc bao dương để ai qua về bàn nè để ai qua về bàn chẳng nếu chỉ generalize conceptual framework đây là một factor từng bay nắng strategy từng bay nắng là bao consumer là bao message strategy nắng từ nâng buying process thì buy từ nâng buying process chẳng bằng phổ ai mơ model nâng rồi có ai sắc xa model luôn ai tạm dạy cả thuê research sắc xa một model luôn ai chẳng phù lật hoa rừng và cảm luôn ai có chỉ rưu môi đại lo đây cứ chỉ vây đại bỏ dường sắc xa ra chỉ được đại luôn dường trong nâng lật hoa rừng và cảm là bỏ luôn dường tương cư chẳng lệch vì hai chúng xin xong chiên ta đó chúng ta tỷ bày này dùm vì appeal mạnh mạnh dừng dừng miền mê xe trái ta dừng appeal là biệt mạnh á appeal thì mỗi ta một dạ xong bằng ngọt thêm đâu fear appeal fear appeal nó cứ mê xe đẹp bằng hai tranh mà nó ta một dạ video ở đây ta một dạ photo ở đây written ở đây voice ở đây cứ bằng hành trình máu ai nẹp mơ nâng quạt nguyên là rõm pay khai hay pay khai cái nông này ní mình pay khai đầm bay emotion đấy ca pay khai mùi chùm nuốn có bằng ca nữ chùm này đăng này ca pay khai xong gì tình này ở chỗ bàn tích hay chùm này cao mà tiết cứ khi mặt chùm bạch từ mặt tế phía ní cứ mình men sắm rạp tại affective message strategy tê nè affective message strategy tê vì ai fear sắm rạp connective message strategy vì ai fear sắm rạp connective bây khá dương fear dương miên à rộm vì mình này thà vì mình positive impact là feeling được emotion bao nhiêu vì nó dương ai change behavior bao nhiêu này bề khá dương phía con ông này mỗi bình tập bị phía nâng tới dương từ tổ ban nữa chấm này đằng rất là chấm nửa bề khá ta mà dạ
fear fear nưng dương phây khlai nưng thưa dương nưng thưa sagam phiep ai phlim phlim tae mđong ti ha tha thwat lang kalo bchom chiet khlai hay ke bung hai ampi kun vibat 1 2 3 4 5 tae chumrung ai dương nưng vi chi prapet 1 nung knong connect message chi hay chong banchak 1 tiet keu teng os nưng keu dambei change attitude rư ko produce attitude na produce attitudes hay ngem som bto ma tiet keu message khlas keu jeung appeal keu jeung banhan tam riak chea doch chea rưng complaint chung rưng complaint doch khnia ko affective connective hay negative doch khnia na jeung aich pra pra yuttasas 3 nung a pandai jeung yo ma appeal baep fear ko ban baep humor ko ban sexy ko ban music ko ban rational ko ban emotion ko ban scarcity ko ban music គឺ ខ្ញុំ សូម បង្ហាញ ទៅ ដល់ ចំណុច បន្ទាប់ តែ ម្ដង យើង មាន លម្អិត មួយ មួយ fear appeal are common គឺ ជា វិធី សាស្ត្រ មួយ ដែល គេ ប្រើ ជា ទូទៅ គឺ ដើម្បី បង្កើន នៅ ចំណាប់ អារម្មណ៍ ហើយ នឹង ការ ចងចាំ ឧទាហរណ៍ ដូច ជា ក្រុមហ៊ុន insurance ប្រព័ន្ធ សុវត្ថិភាព នៅ ផ្ទះ អីហ្នឹង ជា ទូទៅ គេ ប្រើ fear appeal ហី fear appeal ហី đảm bảo là dân miền ca phải khác hay dân miền chậm lập bảo đảm dân miền immediate action nào mới này cứ phía là phía này nó bảo phía phía là phía này lúc phía mới này mới tiếp cứ humor appeal nó cứ excellent for getting and keeping attention cứ vì lo đầm bay tiệt tiền nhầm nạp rầm nè tiệt tiền nhầm nạp rầm chỉ tu tới nơi khôn ông cam sai bị cam tam đặt vô hay nâng tu tu cái prau việt sam sắp rồi vậy cái prau dùng mở phía nâng nè hay dùng mở phía nâng ai chụp rồi nhà tệ chôn quật mớ sáu hay nâng quật tròn tràn mũi tiết nhưng mà sexy appeal sexy appeal cứ chỉ tu tới cái prà viết đầm bấy brand awareness hay những miền music appeal đầm bấy gain attention đầm bấy ơi thể get audience bao nhiêu nâng miền chậm nạp bảo rằng căng để khăng hay mình tai mình nói viết bằng cao nơi cá trong chăm chụp pu rụp hiệp nam mùi bằng cao nơi cá trong chăm chụp pu rụp hiệp nam mùi chúng bông phổ để trong năm cài sập ấy nâng bông phổ lưu bọt chùm riêng muối nhìn bị ảo lăng đồn lóng bông phổ ảnh kết khơi cho ra rút banner này rút có kết banner này nó khơi cho ra bọt chùm riêng muối chúng music appeal nâng vì chui không ca retention nơi visualization để dân thọc bàn khơi bị buồn màu nâ nhưng miền most consumer remember the song along with image of product or company. Okay. I young mean a rational appeal. Rational appeal cứ chia ca appeal muối dial bắt đầu ca vị trái để tốt ca vị trái nữa là thể chuẩn quật chỉ đạo vị trái cứ dương chia diêm để dây nữa vây để miên lẽ cả nạ xăm hại xăm phò để miên lẽ cả nạ xăm hại xăm phò miên này tha lẽ cả nạ logic dương bằng hai lẽ cả nạ logic logic lẽ cả nạn xong hai xong phò hai tụ ở thể chuẩn quật chỉ nhẹ vì đi chạy không có ở đây nữa bà sân chỉ ở thể chuẩn nâng quật thân sân từ lời advertisement mới nâng cứ affecting mình tên vì bố vậy để dùng bằng hai cứ logic hay nâng reasonable mình hai phò anh kia rational appeal thì họ đợi anh tập một mới nick thì when you go on vacations, buckler go to work. Về để dùng từ làm hai cái bắt nơi tiếc. Về nút cháu có chập làm thời cả. Nó vị trí anh tập một môi vị trí clear mũi để vì xong hai xong phò đó. Vì mình đã dùng nơi tiếc miền bắc quan cà phê trồng trời hay chỉ xem mình nơi nơi bình tiếc
hay chào mà thưa sản phẩm thế nè cũng rõ nè bậc lớn nó cứ dùng lập chào chào lui chứ chào lui mình chào plan này nè này emotional appeal chỉ tụ tới cứ dùng pra nông này bằng bằng hai đam bằng hai nửa rầm rư có manosinjetana chỉ tụ tới tăng ca sắc sai sai chiếu bây giờ là dùng bằng hai đam dạ rational appeal tiếp nâng emotional appeal. Emotional appeal mình nâng mưa cho anh chị appeal là biếp ả râm mà nô dễ tình ná thì tôi tới việc tiện tiên chật việc tiện tiên chật monotis ná việc tiện tiên chật thay kết ổ điên cho anh chị ná hay nhưng mà appeal mới tiết cứ scarcity appeal cứ kê bằng hai ẩm pi shortage ẩm pi phiếp khóa khát này vật khóa năng nâng miên phiếp khóa khát trong bây chạp chạp đấy ngay nâng chất ốc hay nâng đạch tóc hay chẳng chùm rung ở dưỡng miên cảm phiếp liềm liềm chẳng đi chìa bậc phết bằng hai bài scarcity chẳng ở ta ca bằng hai như message để dưỡng bàn design không dụt được xa nà mùi núp hay bằng hai không appeal strategy nào mới nút cứ tìm tia ao thưa ca research tìm tia bằng phụ thưa ca research làm bay ao cả sạp sai bị cảm bao nhiêu nâng vía căn thể miền giật phiệp căn thể miền lật hoa lọ và chúng xong ăn nhà chọc video pt pi chapter 9 trăm bận này và xong bảo quân.